đã quay trở lại Remin đây, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là chơi cái tiếng Ori. Nếu như các bạn muốn game khác thì chốc nữa nha, khoảng khoảng 4 giờ 15 á, mình chơi khoảng 4 giờ 15 mình chơi khoảng 20 ven, lúc đó mình sẽ bắt đầu stream, bắt đầu quay video game khác và đăng lên ngay lập tức. Và mong các bạn coi video vui vẻ. Xin chào. Ta sẽ chơi ảnh. Và mấy điều khác thì nó nhờ cho Varian biết đi. Ta ca rừng rồi. Thôi xay cho xay màn hình cái. Rồi. Ta ca đi rừng. Lorelai đi rừng. Lorelai đi rừng, con thấy cái gì vậy nè? Làm ơn ai đó hãy giải thích cho con. Ok, bên kia đã có hai chú mới ra kìa, đây là Kinetic và Kensei. Kinetic và Kensei chơi từ nãy kiếm tiền mua rồi, đúng là những ghê thiệt đấy. Mà tôi nghĩ là được, có tại vì chơi Kensei cái chơi nó còn cơ bản như Ringo này, Koska này. Taka thì là ở Taka cũng vậy, nhưng mới bắt đầu là có gì đâu, thấy có gì đâu mà nên thôi cứ lao vào và doánh nó thôi chứ không cần phải làm gì hết á. Rồi điểm điểm hôm nay sẽ là Ringo phu chi mạng với các em. Rồi chào game. Hurry! I gotta get back to the Undersprawl. Lame minions have arrived. Tôi cần trợ giúp. Hơi lát chút, mong anh thông cảm. Thành với ý nguyện đi rừng của mình, ta mới bùa đỏ, ta cả lấy bùa xanh. Chớ không có gì đâu. Giờ chúng ta sẽ phải 1v2. Đây là một kèo canh não đó. Rồi, làm theo mẹo bắn rỉa máu. Chú coi nào. Nè. Bắn. Nè, mấy anh được, mấy cưng đều là tầm gần hết nha, còn anh đây là tầm xa nhá. Mấy chú cứ việc sổ với anh. Một nhá. Thằng cái bị gì vậy?
You have killed an enemy. Ơ thằng kia AFK rồi à. Chào cưng. This is a sure shot. Rồi hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị đồ phụ kiện. Can't say đâu ra mặt coi. Can't say. Wait, I see three of them. I'll just shoot all three. Thôi, em không có ngu tới mức vậy đâu à. Đây rồi. Đây. Đây rồi. By the way of the gun. Additional buff. Ê, tất cả cho tao ăn. Cảm ơn Taka. Đây, anh này rất là biết đồng đội. Anh này rất biết đồng đội nha mọi người. Vinh danh anh ấy một cái. Anh ấy không biết là nước nào ở đây là. Ôi, thưa đưa bố anh. Em theo rồi, chưa lo mặt ra. Wait, let me take a quick sip. Oh. Ôi trời, can thèm chút xíu nữa là ăn được. Thì thôi cứ cố gắng ôn tụ vừa thôi, rồi xong mình sẽ mua cái sao hút máu với là cái cửa máy, tập trung vào cửa máy nha. Wait, I see three of them. Yeah, I just shoot all three. Em cần hồi máu mình dài. Ally hero killed. Ê, cái sổ lên làm chi vậy? Đây đều tôi ghét cái mặt. Buồn nhắm mặt khóc chơi con. Đây. Đó, nói chung là đầu trận mình phải 1v2 nhiễm nó thọt lắm rồi đó. Bên kia nhất có thằng AK Tham Canada. Này chơi tên như mình rồi đó. Mình có tiền để thẻ đôi tên và cái tên này chơi trâu quá mà thôi. Giết. Ủa sao không giết được hay vậy ta? Enemy hero killed.
4. Dám ăn đồ của bố mà. Cái thằng này là bị giết hụt nè. Chết á, mém tiếng là chết rồi mà thằng sáu thằng kem xây kìa, nằm dưới ha, xuống tiểu liên là được rồi. Mua tiếp là pin năng lượng nha, đó cái nào hồi máu tăng năng lượng tối đa cho mình, hồi máu và tăng năng lượng tối đa cho mình nha. Giờ mình mua thì chứ muốn qua mình thấy đang chiến mạng mình lên tới 400 mấy phân ta. Chốc tao đây là bỏ xuống chập tim. Quên mất là chủ nổ. Ôi lắc, không phải lắc kìa. Boss rồi, chạy đi chạy. 3, 7, 6. No 5, 4. À, trời ơi, bị tới 4 thằng hiếp xong nổi. Kensei nè, Reza nè, Kinetic nè, và Koska nữa. Mấy con này mà hiếp lại tôi rồi, trời ơi. 4 thằng hiếp thì chơi là cái gì? Cái này mấy người thông cảm cho mấy người đó. Thôi ra mít. Shut the fuck up.
Cái gì phép hả? Thôi vật lý này. Rồi đủ tiền một cua máy rồi. By the way, the gun. Solo dam nữa. Đã có vẻ mới. Chứ sẽ mua mặt nạ bắn xa đi. Are you
rồi. Đây là máy không nhỉ? Is this bot? Được khá nhiều, 873. Ta win game. Mà đúng là hên, đúng là team bên kia rời trận. Mà thôi, chào các bạn tại đây.